Hello, Vâng. đam mê cá, xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục đi câu cá nha các bạn. Mình đi cá ở hồ Lê nha. Đây là cái bờ đá của hồ Lê nha các bạn. À đây đây đi câu với lại em. Đá rất là nhiều luôn các bạn ơi. Hôm nay sẽ câu mồi nguồn cốc ủ chua nha các bạn. Đây. Đây là mồi nguồn cốc ủ chua này. Mình nắng ba cục đang xe như thế này các bạn nè. Đó. Hôm nay câu 3 cần các bạn nè. Em nó câu 2 cần ở ngoài kia nữa là 5 cần nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu quăng cần nha các bạn. Đầu quăng cần nha các bạn. Chờ đợi kết quả cho các bạn. Lên cá nha các bạn. Em lên cá. Trời. Con trôi đầu tiên các bạn ơi. Con cá đã vượt được rồi. Con trôi đầu tiên nha các bạn. Này mùi mùi chua đúng không? Mùi chua. Ok nha các bạn.